Thưa quý vị, phấn đấu tăng trưởng GDP quý 3 từ 6,5 đến 7%, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024 và giữ đà, giữ nhịp phát triển trong năm 2025. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương vừa diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Phiên họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, tăng trưởng GDP quý 2 phục hồi mạnh, đạt 6,93%, tính chung 6 tháng đạt 6,42%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2023 và vượt kịch bản tại nghị quyết số 01. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phục hồi nhanh. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 60% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài và bộ chi ngân sách nhà nước đang được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn quy định. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 29% kế hoạch, thu hút FDI 6 tháng đạt 15,19 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 13%. Phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tăng, các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, công việc thường xuyên với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, lớp lang, hiệu quả hơn. Với những vấn đề đột xuất phát sinh thì bám sát tình hình hơn, có kinh nghiệm hơn, phản ứng linh hoạt, hiệu quả hơn. Với những tồn đọng kéo dài thì quyết liệt hơn, giải quyết triệt để hơn. Nhìn chung, tình hình 6 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế đã phục hồi trở lại như trước đại dịch COVID-19 và tiếp tục có xu hướng tích cực. Tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước. Tính chung 6 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực và cả năm 2024 có thể cao hơn năm 2023. Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn thách thức. Tăng trưởng kinh tế ở một số địa phương còn thấp, trong đó một số đầu tàu kinh tế có tốc độ tăng trưởng thấp hơn bình quân chung, cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn. Thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ, mục tiêu là phấn đấu tăng trưởng GDP từ 6,5 đến 7% trong quý 3, sau đó xác định mục tiêu phù hợp trong quý 4. Lạm phát giữ ở mức 4,5%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và có thặng dư, bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Để điều hành cái chính sách tài khóa là tiếp tục phải mở rộng, hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, phối hợp hài hòa với các cái chính sách khác, đặc biệt là chính sách tiền tệ. Chính sách tài khóa thì phải thuế, phí, lệ phí, đặc biệt là đẩy mạnh cái đầu tư công. Chính sách tiền tệ thì chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Thì các ông chí chú ý cho cái ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tiếp tục nghiên cứu để tiết kiệm chi phí, nhất là ứng dụng số, chuyển đổi số để giảm cái lãi suất cho vay, nhất là các cái lĩnh vực tăng trưởng, động lực tăng trưởng, rồi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan cần tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong đó tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, ra soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý về đầu tư công, tập trung cho hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng điện, hạ tầng số, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích thích đầu tư tư. Về nhân lực, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là cho các lĩnh vực mới nổi, giá trị gia tăng cao. Với tinh thần không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, không bàn lùi, chỉ bàn làm, đã làm là có sản phẩm, hiệu quả cụ thể.